Shopperson.vn giảm giá nick cắn thông tin đến 50% và đặc biệt rằng có bán quân huy giá rẻ. Nếu bạn nào có nhu cầu mua quân huy giá rẻ hay mua nick thì các bạn đừng quên vào shopperson.vn có bán quân huy và nick giảm 50% tất cả các bạn ơi. Hello hello, xin chào tất cả các bạn, và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi gắm cho tất cả các bạn một vị tướng rất là hay. Bạn nào sở Tulen hoặc là Tulen làm mưa làm gió ở trong những cái mùa vừa qua thì đây, clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi Pen, khắc chế cứng thằng Tulen, và thậm chí mình gặp thằng Tulen đâu mình đập nó cho các bạn thấy được rằng cái sức mạnh của thằng Pen nó đủ khả năng để khắc chế thằng Tulen như thế nào, thậm chí cả thằng Zill. Thằng Zill phiên bản này thì cái lượng sát thương của nó được bù lại nhưng đổi lại cái bộ combo của nó bây giờ nó sẽ rất là phế. Theo mình đánh giá thằng Zill không, nói chung là không mạnh, gọi là không đáng để chơi ở trong mùa này nữa. Bởi vì vốn gì nó mạnh nhất là cái phóng đồn, cái phóng đồn để bay thoát ra giao tranh rất nhiều, nhưng Zill đã bị nép sức mạnh này rồi, cho nên Zill phiên bản này mình không muốn chơi Zill đấy. Đương nhiên lượng sức mạnh của Zill thì nó sẽ vẫn còn mạnh, vẫn còn sát thương mạnh, nhưng giống như kiểu là căng lắm thì các bạn sẽ bay được tầm 2 lần phóng đồn thôi, còn không các bạn bay được một phát nó chặn veo luôn. Rồi mình sẽ nói đến Pen. Pen là một vị tướng nó thay đổi về cái cách đánh một chút. Ngày xưa thì nó bụp một phát thì bây giờ nó sẽ lướt lên lao vào đánh. Và các bạn hãy nhớ cho mình rằng điều đầu tiên mình muốn nói đến các bạn cách combo Pen. Pen là một vị tướng combo có hai cách, một là dùng chiêu 1 để tiếp cận vào mục tiêu, hai là dùng chiêu 3 để tiếp cận vào mục tiêu. Chiêu 2 từ từ đây, chiêu 1 là tao coi mới chạy đâu rồi bập. Chiêu 2 một mảng ngon lành, còn chiêu 3 nhá, thích là tao xích thằng gấu luôn. Thôi pha này để chim cút máy quá đấy. Đấy là cách combo cơ bản nhất của một vị tướng Pen, dùng chiêu 1 để tiếp cận. Tại vì sao dùng chiêu 1 để tiếp cận? Chiêu 1 tiếp cận này nó hầu như khắc chế rất nhiều các vị tướng. Chẳng hạn các bạn quăng một cái bóng ở đứng xa, thằng Tulen không thể nào đám hoặc gây sát thương vào các bạn khi các bạn vào cái bóng cả. Rồi cái pha này này đây, pop, ôi chưa đủ đám anh em là liêu này. Pha này của chiêu 3 mình liêu, phát này băng trụ này, liêu nhá, liêu thì ăn nhiều này, một mạng tiếp hai mạng rồi năm số. Pha này liêu mà các bạn, đấy mình biết không có gì chảy ra cái pha này cả. Không sao, một đổi hai giúp cho mình xanh hơn một chút. Đấy, khi các bạn đối đầu với Zill hoặc là Tulen thì nhiều bạn sẽ trả lời rằng ôi con Tulen em cầm Tulen em combo anh một phát kịp luôn gì làm gì kịp chơi. Cùng công nhận là như vậy, nhưng mình chơi Pen mình làm gì cho nó được gây ra với mình đâu. Đấy, khi các bạn tiếp cận vào vị tướng Tulen hoặc là Zill thì mình khuyên tất cả các bạn rằng chúng ta phải là người đánh trước bằng cách chúng ta sẽ dùng chiêu 1. Khi chiêu 1 là cái bóng lướt đi thì không một vị tướng nào thì gây đam vào cái bóng nó cả, trừ khi nó chỉ gây đam vào cái hình nổm đang đứng thì mình mất máu thôi. Còn không thì các bạn hãy xem đây, cái pha này còn một nửa cái máu thì sọc, gặp Tulen đâu mình quật đó, nó không bao giờ, hầu như Tulen và Zill không bao giờ chạy được vị tướng Pen này. Vốn gì chiêu 1 của nó đã rất là khó chạy rồi, kết hợp với chiêu 3 nữa thì nó bét tay lên nghe luôn. Đấy, cách combo hy vọng các bạn sẽ sử dụng 80% trong mọi tình huống bằng cách combo chiêu 1 lướt đến cái bóng, xong lao vào đánh, xong kích hoạt chiêu 2 cấm lạc. Đấy là cái kinh dị nhất của vị tướng Pen. Bởi vì Pen bây giờ nó kiểu là cấm lặng là các bạn, cho nên khiến khi lao vào chém đối phương dùng chiêu thức ấy thì đối phương sẽ bị bất ngờ, bởi vì cái cấm lặng các bạn nó sẽ không tung combo trả ngược sát thương của lại các bạn, nó sẽ bị đỡ một nhịp, và thậm chí có nhiều người bờ ngờ thì sẽ đỡ 2 nhịp, và trong 2 cái nhịp đấy thì hai cái mảng cũng thể đủ để thằng Pen giết được các bạn. Nó kết liều đối phương nhanh lắm, chỉ cần 2 kém rửa game tầm 2 kém là xong các bạn nhá. Cách chơi của Pen khá đơn giản các bạn nhá. Đó chính là các bạn thấy ở đấu của đánh nhau, chẳng hạn pha này này, ở đấu của đánh nhau thì thằng Pen ở xuống thì đơn giản cực kỳ các bạn nhá. Thằng Tulen này này, rồi mình lướt chiếu 1 và chờ thằng Tulen lướt chiếu mình phải bay vào này, từ từ Tulen lướt chiếu đi lướt rồi đấy, các bạn thấy chưa, chờ Tulen lướt chiếu mình bay vào. Ôi trời ơi, cái thằng ấy nó té choàng lấu thế trời, đổi máy của anh em ạ. Cái gì đấy? Cái pha này trù bắn hay là chiêu 2 cho thằng khả năng trù bắn. Chứ làm gì chiêu 2 thằng theo thằng ANT nó mạnh nó sao như vậy các bạn. Ảo thật đấy. Đấy cái pha này không thể đám trù luôn. Đấy, cho nên clip này mình muốn gửi gắm cho các bạn hãy nhớ cho mình cái bộ combo của thằng Pen này. Thằng Pen rất dễ chơi thôi, các bạn hãy nhớ cho mình cái cách lao vào combat cũng được. Cách lão vào combat bằng chiêu 3 thì nó khá đơn giản thôi. Đó chính là các bạn sẽ thực sự để mà nói thì trừ khi các bạn gọi là nghịch thì các bạn mới dùng chiêu 3 mở combat giao tranh tầm 5 năm thôi. Còn không, mình khuyên các bạn không bao giờ được mở con mắt bay vào 3 người trở lên. Dùng bằng chiêu 3 nhá. Chiêu 3 này chỉ dùng các bạn lao vào combat 1 cho đến 2 vị tướng, 2 người. Hoặc các bạn rệt đuổi một vị tướng. Và cái điều quan trọng nữa, chiêu 3 dùng để chạy trốn hoặc trốn thoát các bạn nhá. Đấy, hãy nhớ cho mình cái điều để dùng chiêu 3 nhá. Cái chiêu 3 này các bạn sẽ thường bị lỗi rất là nhiều là các bạn bay vào giữa 2-3 thằng. Các bạn bay vào chưa kịp làm gì các bạn đã chết. Đây, cái pha này mình sẽ bay vào hai thằng này. Từ từ, chưa bay được thôi, lùi về một chút. Đấy, còn không, các bạn hãy tiếp cận mục tiêu bằng chiếu 1. Thì làm thế nào để các bạn tiếp cận mục tiêu bằng chiếu 1 thật tốt? Thì các bạn hãy đo và quen. Một cách là đo cái khoảng cách chiếu 1 của thằng Pen nó di chuyển được từng nào. Đấy, chẳng hạn tầm này thì dùng chiếu 1 được này. Đây, một bạch ra đi 2 em luôn. Đấy, đơn giản lắm anh nhé. Cực đơn giản. Chiêu 3 hầu như mình sẽ rất ít dùng. Bởi vì khi tất cả các bạn đang con combo đánh ấy, thì các bạn từ từ đã dùng chiêu 3. Mà những cái đòn đánh thương của thằng Pen nó rất là mạnh. Các bạn hãy nhớ cho mình điều đấy nhá. Cái pha vừa rồi mình mà dùng chiêu 3 chắc chắn thằng Dukaca sẽ phán mình chết trong cái pha đấy. Cho nên hãy nhớ rằng khi các bạn dùng combo 1-2 thôi, đối phương có một ít máu thì các bạn hãy đánh thương, chứ đừng dùng chiêu 3 nhá. Nhiều anh em kiểu bấn loạn, hoảng quá, anh em dùng luôn chiêu 3. Thì trong cái khoảng thời gian dùng cho 3 1 giây đấy, anh em sẽ không gây được sát thương mà anh em còn bị trả ngược lại sát thương. Pen là một vị tướng chỉ cần 1 giây rồi 2 giây các bạn đã bị nằm xuống đôi. Cho nên hãy nhớ khi dùng combo 1-2 thì cái nổi tài đánh thương nó rất là quan trọng. Hầu như nó rất là mạnh các bạn nhé. Có thể kẻ một lần 1000 máu ở giữa game là có. Cho nên các bạn hãy nhớ rằng combo 1-2 đánh thương, khi đối phương có ít máu thì kết liễu bằng những đòn đánh thương cơ bản. Chứ chiêu 3 chỉ dùng trong trường hợp 1 là chạy, 2 là đối phương chạy thì chúng ta rệt đuổi. Nhớ cho mình điều đấy, không bao giờ được dùng 1-2 xong chiêu 3 luôn, là bị đỡ mất một lượng sát thương và thậm chí chúng ta bị trả ngược lại sát thương chết. Cho nên clip này những cái gọi là mình nói về vị tướng Pen thì đấy, đây chiêu 1 này, chiêu 2 cầm lẳng thắt làm gì được đỡ mất 2 nhịp anh em ạ. Đấy rồi, cái gì này, từ từ, chiêu 1 lao lên, bình tĩnh, kèm 2 phát cấm lẳng thì làm gì, bật kịp à anh em. Đấy các bạn, đơn giản cực kỳ luôn, cảm giác nó rất là đơn giản. Thằng Zill kiểu cảm giác nó rất là yếu ở phiên bản môn này, dành cho những người nào phải gọi là pro lắm thì mình dùng được gọi là tuyệt đối của mình thằng Zill thôi. Còn không thì thực sự Zill nó rất là yếu, chỉ được mỗi cái combo thôi mà không giết được người là coi như xong luôn. Đấy, cho nên là những cái điều mình nói vừa rồi thì hy vọng các bạn hãy lưu ý và nhớ khi các bạn chơi Pen. Chứ không nhiều người chơi Pen các bạn cứ thương các vị tướng khác, các bạn dùng chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3 liên hồi, các bạn quen rồi. Nhưng qua Pen thì các bạn lại bờ ngờ một chút. Đấy, mỗi vị tướng có những chiêu thức và một cái vai trò khác nhau. Không phải vị tướng nào cùng cứ combo 1, 2, 3 là mạnh, mà chúng ta phải sử dụng xuyên suốt khi nào hợp lý. Đấy, làm mới là cái điều quan trọng. Đấy, chẳng hạn như chiêu 3 của Pen thì đúng 3 vai trò thôi. Một là mở có mắt giao tranh, mà cái này thì ít người dùng, mà chỉ có dùng thì kiểu Cường Lão dùng trong clip thôi, chứ mình không khuyến các bạn làm các bạn nhé. Đấy, cái gì Zill tàu sập đi luôn, từ đây đây rồi, đây ngon lành. Đấy, chiêu 3 dùng để mở giao tranh tổng có 355 thì kiểu Cường Lão dùng thôi, khuyến các bạn không dùng. Còn cách thứ hai như nào, đó là rệt đuổi những đối phương chạy thoát khỏi cái tâm đánh của mình. Và tiếp theo là như nào ạ? Dùng để chạy thoát. Chiêu 3 của nó chỉ vái trò như vậy thôi, chứ mình không khuyến các bạn chiêu 3 dùng để bù đám một con bó. Chẳng hạn pha này này, đấy, chỉ cần chiêu 1, chiêu 2 là giết được rồi. Và thậm chí có 3 thằng đứng trùm lại thì nó chém chết cả 3 thằng một lúc luôn. Đấy, cho nên là Pen chiêu 1, chiêu 2 là đủ lượng sát thương để kết liễu đối phương thôi. Chiêu 3 các bạn không cần thiết phải bồi thêm. Trừ khi ra đầu game thì không nói nhá. Đầu game chỗ đám thì chúng ta có thể sử dụng được cái đấy. Nhưng khi giữa game các bạn mới dùng cái combo 1, 2, 3 liên tỏi ấy, các bạn sẽ bị sốc sát thương chết luôn. Mà thay vì đó, chiêu 1, chiêu 2 đánh thương. Đánh thương cho mình nhá. Rồi, các bạn hãy nhớ cho mình cái điểm đấy. Phải nhớ. Đấy. Thì tại vì sao nhiều người nói rằng em chơi Tulen em toàn giết thằng Pen, anh Cường Lão của nói lính tinh toàn Pen khắc chỉ Tulen giờ nào vậy? À, mình sẽ chỉ ra cái điểm mấu chốt. Các bạn muốn khắc chỉ Tulen đơn giản thôi. Các bạn phải lao vào nó bằng chiêu 1 thì mới khắc chế được. Tại vì sao mình lại nói như vậy? Bởi vì rất sợ con Tulen nó trả sát thương chỉ cần dính chiêu 1, chiêu 2 mà thậm chí chiêu 3 luôn của Tulen thì Pen nó sẽ nằm xuống. Nhưng làm gì cho Tulen gây sát thương đâu. Đấy, mình sẽ lướt cái bóng lên nhá. Và cái bóng thì Tulen không gây đám được, mà Tulen nó chờ thằng Pen bay vào trong người để gây combo. Đừng hòng. Vậy cấm lằng của Pen này làm gì ạ? Cấm lằng lại để làm gì? Đấy, đó lý do vì sao mình lại nói Pen khắc chỉ Tulen. Bởi vì mình sẽ combo một là vào đánh, hai cấm làng kèm 3 phát Tulen chết, thì làm gì còn thời gian để mà xả combo lại thằng Pen. Đấy, mình cũng đồng quan điểm rằng nếu thằng Tulen gây đám trả lại chỉ vân cần trong 1 giây rưỡi đó, thằng Pen chết. Nhưng làm gì được đâu, bởi vì thằng Pen lao vào đánh một phát trong cấm lặng, đánh tiếp phát nữa là chết, thì làm gì còn thời gian. Đấy, cho nên lý do vì sao đây là cái phá này này, đây tao chặt hết tất cả thế giới luôn. Tulen làm gì bắn chưa 3 kìa. Đấy, đấy làm gì chưa 1 này, đấy làm gì không mất một tí màu luôn các bạn nhé, biến bóng một phát không mất một tí màu. Đấy là lý do vì sao mình này nói Tulen bị thằng Pen khắc chế, và thậm chí thằng Pen khắc chế rất nhiều vị tướng các bạn nhé. Mà đây này, phá này cho 3 đấy, mình chỉ dùng để cống thôi nhé, đơn giản như vậy thôi. Đấy, rất đơn giản các bạn nhé. Mình thấy con Pen nó dễ chơi hơn ở cái phiên bản mua trước, là cái mua trước thằng Pen nó đánh cái nồi tài nó bánh linh tay linh tinh, mình không biết như nào để mới lần cả. Còn bây giờ thằng Pen nó đánh theo kiểu đình rồi mày đã cứu, mày đã rồi ngón của anh em ơi. Đấy, rồi thì nhấn cơ hội mẹ các cứu thì mình sẽ mở cho anh em một pha combat này, từ từ này, có chưa 3 phát mình bay vào 5 thằng cho anh em xem nhá. Đây mình có 2 quả có băng dương thôi, yên tâm anh em ạ. Bấm được đấy thêm lần nữa đấy, anh em thấy chưa. Đấy, thậm chí còn một cái lần nữa mình sẽ đổi giáp hồi sinh cho anh em xem luôn. Đấy, rồi đó rồi, bởi vì rau mà các bạn, những cái này chỉ có những cái rau mà thấy làm thôi. Đấy, đây băng xương. Ui dồi ôi, cái pha này thằng Dill cấm lẳng mình hay sao mình bấm không được anh em ạ. Đấy, thì clip này hy vọng anh em hãy nghe những cái phân tích của Cường Lão để giúp anh em chơi Pen thật tốt hơn. Và mình nghỉ clip để nó kết thúc rồi. Và một mega kill này đầu xuân năm mới xin dành tặng cho tất cả anh em nhé. Và hy vọng anh em hãy comment ở dưới phần comment này. Và xin chúc anh em thật nhiều sức khỏe và tất cả bạn em mãi. Yêu, bye bye. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the black. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that